Nào anh em ta ơi, mau căng buồm ra khơi, thuyền ta lướt 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 qua ngàn sóng to. Nào có gì lo, đức kỳ đâu ra khơi, mang yêu thương về khắp muôn nơi. Và luôn hăng say, ta chung tay xây dựng nước trời. Chấp nhận thất bại là gì? Một cách định nghĩa rất là lạ của cha Du Xe. Xin mời cha Du Xe ạ. Chúng ta khẳng định một điều là để chúng ta lại làm gì? Thì chúng ta phải hiểu rằng như là một cái chìa khóa. Nếu an nhàn thư thái, có miệt mài lao ta, có âm đồng hạnh phúc. Dạ thưa cha, thì con khi mà con cảm thấy thành công nhất á, là khi mà con làm được một việc gì đó mà con nghĩ là mình quan niệm là người yêu tức là người để mình yêu, mình trao tình cảm và làm cho người ta được hạnh phúc. Mà trong cái trường hợp này thì con cảm không có hòa hợp gì đó thì dẫn đến chia tay. Và con theo con nghĩ, con xin trả lời câu hỏi lúc nãy của cha là cái nguyên nhân mà cho tôi như bóng mây lang thang.
ta đến với chương trình chấp nhận thất bại. Dạ cảm ơn anh, mà em chưa có hỏi anh chương trình gì, em hỏi anh tên gì vậy? Dạ em tên Lân. Anh đến từ đâu ạ? Từ giáo xứ. Anh có sinh hoạt ở giáo xứ nào không, hay là ở giáo xứ thương? Dạ em sinh hoạt giáo xứ Hồng Anh. Chia vui buồn với những cuộc đời còn lắm nỗi long đong, và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc, chung một sự xây tình người hôm nay. Có lắm khi dừng bước nhìn chặng đường đã qua, kiếp sống sao hờ hững để giờ lòng vắng tênh. Có an nhàn thư thái, có miệt mài lao ta, có âm đồng hạnh phúc, có em thơ lạc loài. Và sao không đến cùng sẽ chia vui buồn với những cuộc đời còn lắm nỗi lo đong, và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc, chung một sự xây tình người hôm nay. À, nghe đến đây thì các bạn trẻ chúng ta biết những hạnh phúc qua bài hát này là như thế nào rồi phải không ạ? Chắc để chúng ta biết rõ hơn thì chúng ta nhắm mắt lại để chúng ta nghiền ngẫm ca khúc. Hãy lắng nghe đời sống bằng tròn cả trái tim, để biết yêu đời sống bằng cho
tình thiết tha khó thánh dương bừng nở, có chiều tàn lặng lẽ, có thăng trầm thay đổi kiếp nhân sinh một đời. Tại sao không đến cùng sớt chia vui buồn với những cuộc đời còn lắm nỗi lòng đông, và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc chung một sừng xây tình người hôm nay, và sao không đến cùng sớt chia vui buồn với những cuộc đời còn lắm nỗi lòng đông, và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc chung một sừng xây tình người hôm nay, và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc chung một sừng xây tình người hôm nay. Đó chính là hạnh phúc của sự sẻ chia. Xin cảm ơn anh Duy Quang với bài hát vừa rồi ạ. Dạ, cái bài hát vừa rồi nó định nghĩa hạnh phúc lạ quá phải không ạ? Rất là lạ so với ban đầu khi chúng ta trao đổi với nhau. Vậy thì bây giờ mời các anh chị em chúng ta cùng đến một phần lạ hơn nữa. Chấp nhận thất bại là gì? Một cách định nghĩa rất là lạ của cha Du Xe. Xin mời cha Du Xe ạ. Chào tất cả các bạn. MC vừa rồi hình như là chúng ta đã định nghĩa sơ sơ thất bại là gì. Chấp nhận thất bại, tôi nghe chúng ta nghe cái đề tài có cái lẽ là nghe có vẻ nó thương đau không? Như bạn nào nói chấp nhận thương đau, chấp nhận thương đau. Có lẽ là một trong những cái điều cuộc sống của chúng ta là chúng ta sợ nó. Giống như cái người mà sợ chết ấy, thì lại là những người mà dễ có cái cơ hội để mà chết. Bởi sao? Vì sợ chết nên mình cứ phải lo. Từ cái lo lắng đó rồi đi đến vô hình chung thì nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình, rồi bắt đầu sinh bệnh. Đã. Khái niệm chấp nhận thất bại có lẽ là một khái niệm mà chúng ta, giới trẻ chúng ta thì chẳng ai thích bao giờ. Chúng ta không thích bao giờ, và có lẽ là chẳng có người nào thích thất bại trong cuộc sống. Mọi người chúng ta đều mong thành công trong cuộc sống. Hôm nay đến đây thì để mà gợi ý một cái đề tài mà tôi thấy rằng trong cuộc sống của giới trẻ ngày hôm nay có lẽ ít nhiều sẽ được quan tâm nhiều về nhiều vấn đề nghề nghiệp, tình yêu, mà trong đó là phải loại trừ thất bại. Chính vì vậy mà tôi cũng không phải là người có nhiều kiến thức về vấn đề này, cũng không phải là tôi kinh nghiệm nhiều trong thất bại, hoặc là tôi hiểu biết nhiều. Nhưng điều quan trọng là tôi đến đây để mà gợi ý cho anh chị em. Chúng ta cùng nhau trao đổi với nhau về vấn đề này. Để làm sao? Để mỗi người chúng ta nhận ra hay chúng ta suy nghĩ đến cái tương lai của mình. Để làm sao qua cái chúng ta nhìn nhận từ cái gì tệ nhất thì chúng ta sẽ tìm ra một cái chìa khóa để đi đến cái tốt đẹp nhất. Chính vì vậy là chúng ta trao đổi trong giờ này, tôi nghĩ là không phải là tôi cho các anh chị em kiến thức hay cái gì, không phải đâu. Mà chính là vì cái đề tài này nó là đề tài nó không có kiến thức nào nói đến, mà chỉ là cuộc sống của chúng ta nói đến. Và như vậy mỗi cuộc sống của các bạn trẻ đâu ai giống ai, thì không thể nào có một công thức chung cho một vấn đề. Và chỉ là chúng ta nhìn ra được khía cạnh vấn đề để chúng ta giải quyết cuộc sống của chúng ta. Thì như vậy tôi để đưa đề tài chấp nhận thất bại để chúng ta đi tìm ra một cái chìa khóa để bước đến thành công. Như là bạn trẻ ha, bạn này đã định nghĩa là như là một bước đệm để đến thành công. Nó như là một chìa khóa đối với các bạn, những người trẻ. Chúng ta, những người trẻ thì đương nhiên khi chúng ta bước vào cuộc sống này,
chúng ta còn thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, rồi tâm lý của chúng ta chưa từng trải. Nên chắc hẳn rằng chúng ta rất sợ cái hai chữ thất bại. Và chính vì vậy mà chúng ta không có chấp nhận những hoàn cảnh trái ngược xảy đến với chúng ta. Và chính vì vậy mà chúng ta không có thể giải quyết một vấn đề cho nó tỉnh táo. Tỉnh táo. Và tôi muốn đặt vấn đề này để các bạn cùng suy nghĩ. Thì trước hết là chúng ta hiểu chấp nhận thất bại đây. Thì chúng ta hiểu rằng chấp nhận để mà chúng ta khẳng định một điều là để chúng ta lấy làm gì. Thì chúng ta phải hiểu rằng như là một cái chìa khóa. Nếu các bạn muốn thành công thì các bạn phải biết chấp nhận thất bại. Vì không thể nào chúng ta không phải là một nhà thiên tài. Một nhà thiên tài như Bill Gates chẳng hạn. Ông đã từng thất bại trong những thử nghiệm. Ông học hành, ông chẳng thích thiết tha gì. Rồi ông khi mà ông đi vào lĩnh vực mà thử nghiệm, thí nghiệm để mà đến thành công sau này như ngày hôm nay chẳng hạn, là ông phải trải qua biết bao nhiêu thất bại trong đó rồi mới bước đến cái thành công. Nên chính vì vậy, cái như là một cái chìa khóa cho tâm lý của chúng ta để chúng ta bước vào cuộc sống này. Nó không chỉ là trong một lĩnh vực mà trong cả cuộc sống của chúng ta. Vậy cái thành công để hiểu như là cái bước đệm chúng ta bước vào thành công trong cuộc sống chẳng, thì theo các bạn, thành công của cuộc sống này như thế nào là thành công? Theo các bạn, thế nào, như thế nào thì mới được gọi là thành công trong cuộc sống này? Bạn nào thử? Giả sử như là hai người yêu nhau chẳng hạn. Yêu nhau bây giờ mình thấy là tự nhiên đôi chúng ta hạnh phúc quá, mà nhìn thấy đôi khác nó không có hạnh phúc lắm. Mặc dù yêu nhau 5-10 năm, mình yêu nhau có năm mà mình thấy hạnh phúc, xem ra thì cũng hơn bạn. Hơn bạn. Rồi giả sử như trong nghề nghiệp chẳng hạn, mình kiếm được công việc nó ổn định, ngon lành, lương cao. Hỏi mày lương tháng bao nhiêu? Lương 3 triệu. Lương tao tháng 10 triệu. Thế là xem như là ngon, ngon, thành công. Thế theo các bạn, thành công trong cuộc sống như thế nào gọi là thành công? Có phải là những cái chúng ta có không? Thưa cha, là thêm nghĩ thành công có nghĩa là đạt được cái điều mà mình đã đừng được mong ước, đạt được cái điều mà mình cảm thấy cái đó là đủ với bản thân của mình. Đủ với bản thân của mình là một câu trả lời cũng khá thú vị đấy. Cho một tràng pháo tay mừng bạn. Bạn khác nào? Còn bạn nào khác? Mời bạn. Dạ thưa cha, thì con khi mà con cảm thấy thành công nhất á, là khi mà con làm được một việc gì đó mà con nghĩ là mình không có thể làm được mà con lại làm được, thì con cảm thấy rất là vui. Con xin hết. Đó là một kinh nghiệm đấy, một kinh nghiệm. Bạn nào khác nào? Có lẽ là chúng ta thường quy vào cái thành công cuộc sống vào một cái lĩnh vực nào đó, và chúng ta cho như nó là một giá trị. Và được như vậy thì chúng ta mới cho là thành công. Hoặc là chúng ta đương nhiên trong một công việc nhỏ nhỏ nào đó chúng ta làm được tốt đẹp thì coi như là thành công. Nhưng mà khi nhìn ở khía cạnh cả cuộc sống của chúng ta chẳng hạn, bây giờ giả sử tôi có điều kiện, tôi làm thu nhập tôi khá khá, tôi mua nhà được nhà riêng, có xe hơi, đầy đủ phương tiện à, rồi như thế thì xem như thành công không? Thành công chứ. Cùng trăng lứa mà giờ nó có đứa chẳng có nhà cửa chẳng hạn, còn tôi có nhà, có xe hơi, ngon rồi, vậy là thành công rồi nữa. Tôi không phải lo, tôi cứ làm như vậy là tôi đủ sống. Nhưng mà đấy là một niềm vui. Nhưng mà biết đâu là trong về nhà, tôi lại về nhà gia đình của tôi, vợ con suốt ngày nó xin chuyện này chuyện kia, vợ thì bệnh, hoặc là vợ thì có điều gì đó, nó về nhà nó làm sao, hai vợ chồng chẳng nói chuyện được với nhau chẳng hạn. Rồi con cái thì đứa thì nó quậy phá, đứa thì nó chẳng học hành, tôi cứ phải lo lắng.
Thế như thế có phải là hạnh phúc không? Nếu mà gặp phải hoàn cảnh như vậy thì chắc thì là được bình yên không? Vậy sau cùng chúng ta thấy rằng để làm sao các bạn nhìn ra một cái hướng là thành công trong cuộc sống này không hề tại một ở một điều gì mà ở tất cả, là ở con người của chúng ta. Hai cái thái cực mà bạn trẻ, các bạn trẻ của chúng ta dễ, à tôi đây chắc tôi nghĩ là hơn các bạn, chắc có nhiều đây, nhiều anh chị em có thể hơn tuổi tôi đấy ạ. Còn đối với các bạn đây đây chắc may ra tôi hơn vài tuổi thôi. Thì chúng ta cứ là bạn trẻ với nhau á, là chúng ta cứ mạnh dạn trao đổi. Không phải là tôi có nhiều kinh nghiệm hay là tôi thành công đâu, không có đâu. Mà là cái chính là đến đây để cùng trao đổi với anh chị em, để mỗi người chúng ta khám phá ra con đường của mình. À, khám phá con mình, đặt một cái tiền đề là chấp nhận thất bại. À. Thì hai cái thái độ, hai cái thái cực mà chúng ta dễ mắc phải, mà hai thái cực này đều là nó đi đến cái tiêu cực. Thái độ thứ nhất là thành công. Bây giờ giả sử như bạn nào đó ở lứa tuổi này chẳng hạn, đấy, như các bạn này thành công về một sự nghiệp nào đó chẳng hạn. Khi mà chúng ta thành công, chúng ta nhất là chúng ta thành công sớm ấy chẳng hạn, thì chưa chắc đã tốt đâu. Nó đến thái cực là gì? Khi mà chúng ta ở cái độ tuổi này mà chúng ta thành công chẳng hạn, hay chúng ta làm điều gì mà chẳng biết thất bại là gì chẳng hạn, thì con người chúng ta đi dễ đi vào con đường tự mãn. Khi mà chúng ta tự mãn là chúng ta tự cho mình như thế là ngon rồi, ngon hơn người khác này. Và chính cái ngon đó là hiểu rằng là mình có được, không phải là nhiều khi đôi khi là thành công trong cuộc sống, nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam, không phải là chúng ta thành công là do lực của chúng ta đâu. Nhiều khi do hoàn cảnh, do tương quan, do nhiều yếu tố phụ để làm nên cái thành công đó. Nhưng mà chúng ta không biết được, chúng ta chỉ biết là chúng ta có được cái điều đó mà hơn người khác, và mình tự vỗ ngực mình. Và như vậy mình cứ làm điều gì cũng tốt đẹp, thế là mình nghĩ là mình là ngon lành và mình tự mãn. Khi mà mình tự mãn như vậy là mình bắt đầu chấp nhận chính mình rồi đấy. Và khi mình chấp nhận, người ta nói rằng là khi anh không tiến thì tức là anh lùi. Khi anh không tiến tức là anh lùi. Tức là mình đã tự mãn sớm rồi thì chắc hẳn rằng mình sẽ không còn nghĩ là mình sẽ phải còn làm điều nhiều điều khác cho mình để nó tốt hơn. Chính vì vậy khi mà mình đã tự mãn rồi, bắt đầu mình đi vào thái độ thứ hai là mình hưởng thụ. Vì mình đã cả xem như là mình đã có được tất cả. Thành công một cái thứ gì đó chúng ta nghĩ là mình đã có đầy đủ rồi. Thế là mình bắt đầu đi vào thái độ chọn lựa cuộc sống nó hưởng thụ. Chính cái thái độ hưởng thụ đó bắt đầu mình đi vào xa lầy vào một cái lối sống nào đó. Và chính vì vậy các bạn thấy rằng nhiều người, giả sử như là nhiều gia đình đấy, là chúng ta nhìn lên là chúng ta nhìn lại mình. Nhiều gia đình ấy thà nghèo nghèo hay là đủ sống thôi thì vợ chồng lại hạnh phúc. Khi mà có của dư rồi đấy, bắt đầu vợ sinh tật, chồng sinh tật, rồi con ra hư, vân vân. Tức là gì? Bắt đầu nghĩ đến mình rồi bắt đầu hưởng thụ. Và thái độ đó cũng là thái độ tiêu cực, nó phá hủy. Bởi vậy là đấy là cái thái độ mà chúng ta thường có, dễ tự mãn. Khi mà chúng ta làm điều gì chúng ta tự mãn, khi đã tự mãn rồi con người chúng ta không phát triển được nữa. Không phát triển được nữa. Rồi thái độ thứ hai thì nó có tính cách tiêu cực hơn, như là đề tài chúng ta thấy, thất bại. Nhiều khi chúng ta vào ở cái tuổi chúng ta chẳng hạn, đi vào cuộc sống này thất bại là chính, thành công là phụ. Bởi lẽ sao? Chúng ta còn thiếu kiến thức, thiếu về tâm lý, rồi thiếu về kinh nghiệm, vân vân. Thì đương nhiên là khi làm là nó đổ bể, là đương nhiên. Giả sử cái chương trình gọi là cà phê chuyên đề chẳng hạn, không, các bạn như đến ngày hôm nay 30 số thì các bạn đã trải qua kinh nghiệm. Nhưng mà khởi đầu các bạn thử nghĩ lại cái ngày đầu tiên các bạn làm coi, nó thiếu hụt cái này, thiếu cái khác, nó loạn choạng, đại khái là nó không được như ý. Đó. Nhưng mà khi trải qua đến lúc này các bạn rất là tự tin, kinh nghiệm. Đấy. Thì như vậy cái thất bại, khi mà nó thất bại diễn ra đối với tuổi chúng ta chẳng hạn, nó là bình thường. Mà chẳng phải tuổi nào, giả sử tôi ở tuổi đây chẳng hạn, bây giờ tôi có kinh nghiệm, ít nhất là kinh nghiệm đời tu rồi, thì có thể hướng dẫn người khác đi tu được.
Nhưng mà bây giờ, giả sử bây giờ tôi đang không bỏ tu mà đi ra ngoài yêu lập gia đình coi, chắc gì nó ngon. Yêu phải đại khái là đâu dễ gì mà kiếm được người yêu, đại khái là vậy. Thì như thế chúng ta hiểu rằng có thể là tôi gặp thất bại. Tại vì bây giờ tôi ra ngoài đời, tôi bắt đầu yêu lập gia đình chẳng hạn, có khi tôi sẽ gặp thất bại trong tình yêu vì chưa yêu bao giờ chẳng hạn, thì đương nhiên là sẽ phải thất tình thế này thế khác, vân vân. Thì như vậy khi mà chúng ta gặp phải thất bại thì thường là chúng ta có thái độ là chúng ta sẽ mất tự tin. Mất tự tin. Nên chính vì vậy mình sẽ đi vô cái thái độ sống là tự ti mặc cảm. Có thể một lần không sao, yếu lần này cố chê mình xấu quá thôi. Hẹn hò mãi chẳng được, về nghe về sau kể chê mình xấu thế là thôi. Bắt đầu là một cô chê rồi. Ngày mai kiếm kiếm gặp một cô nàng nào đó, xong lại cô bảo nhìn cái anh chàng này nhìn cũng được ấy, nhưng mà cái tính nết nó chẳng làm sao, hay chẳng có nghề ngỗng gì, hay là chẳng có gì, làm sao mà nuôi vợ. Rồi nói vậy xong rồi về nghĩ lại không được rồi. Một hai lần như vậy cứ diễn ra chẳng hạn thất bại, và đi đến chúng mình bao lòng tự ti mặc cảm về cái con người của mình, thấy gặp phải toàn hoàn cảnh gì mình sao mình cái người mình muốn yêu mà sao yêu không được, thế là thất bại, thế mình về, thế là mình bắt đầu từ từ tự ti mặc cảm. Khi mà gặp người phụ nữ nào đấy chẳng hạn, tự nhiên mất tự tin. Mất tự tin là nó sẽ lúng túng nhiều chuyện, và nó sẽ làm cho con người nó không thể nào nó thể hiện chính mình. Và chắc chắn rằng không thể hiện chính mình rồi thì chẳng có ai mà có thể mình dám tự tin đến với mình được. Và coi như cuộc sống mình cứ như vậy mãi và vĩnh viễn độc thân suốt đời. Thì như vậy chúng ta thấy đi vào cái thái độ tự ti mặc cảm như vậy làm cho chúng ta không có vươn lên được. Cuộc sống của chúng ta trở nên chết lì trong đó. Và như vậy hai thái độ đó chúng ta dễ mắc phải. Đều là đi với cái thái cực mà làm cho con người chúng ta không phát triển được nữa. Để rồi sau cùng các bạn sẽ giải mã là thành công cuộc sống này sẽ hề tại ở đâu, và thất bại để làm gì. Thì đấy là tôi gợi, đấy là hai cái thái độ. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào vấn đề mà thất bại, chấp nhận thất bại. Nghe cái đề tài tôi nhiều khi nói rồi nghe cũng nó cũng sừng sừng tai, nhưng mà nó cả một cái ý nghĩa trong cuộc sống chúng ta. Thì bởi lẽ cuộc sống chúng ta thành công không phải hệ tại ở cái khả năng đâu, khả năng, hoàn cảnh vân vân, mà còn hệ tại ở chính cái tâm lý của chúng ta nữa. Nhiều khi chúng ta chuẩn bị kỹ nhá, chuẩn bị rất là kỹ, hát một bài chẳng hạn, về nhà hát đi hát lại thuộc lầu rồi, rồi nghĩ là ở nhà đó là rất là tự tin, đến đây thấy đông người nhìn mình quá thì nó hoảng lên, mất tự tin, là hát là lung tung, chẳng nhớ lời, nhớ câu được câu không, câu một ra câu hai hát luôn lộn xộn, cái tâm lý của mình không nhập tâm được, nó thế là cái bài hát lung tung, thế là mất hay, thế là hát xong là như vậy, về nhà chán không muốn hát nữa. Thì như vậy nó còn hệ tại yếu tố tâm lý của chúng ta nào. Thì bây giờ giả sử một cái sự thất bại diễn ra trong cuộc sống của chúng ta chẳng hạn, chúng ta phải đối phó thế nào? Cái thất bại đối với chúng ta nó là lẽ thường tình. Nó là một cái lẽ thường tình. Chúng ta làm một cái điều gì mà chúng ta chưa đưa vững vàng thì chúng ta thất bại, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái thái độ của chúng ta đối diện với thất bại mới là cái quan trọng. Cái thái độ của chúng ta khi mà chúng ta thất bại á, là chúng ta phải có thái độ đối diện với nó. Để chúng ta nhận ra làm gì? Nhận ra giới hạn của chính mình. Một cái giới hạn của chính bản thân chúng ta là chúng ta nhận ra con người chúng ta không phải giới hạn đâu. Nhiều khi là mình có khả năng hơn đấy, nhưng mà mình nhìn lại chính mình để mình biết được con người của mình là gì, con người thật của mình là gì. Nhiều khi mình có khả năng này, giả sử như là tôi có khả năng về tin học, đầu óc của tôi về con số chẳng hạn, tôi rất là nhạy bén về con số, mà bây giờ mẹ tôi bắt phải làm cái nghề người mẫu hay ca sĩ chẳng hạn, hay là nghề ca sĩ chẳng hạn, giọng tôi không có hay, mặc dù có thể là tướng tá tôi tốt, thế là mẹ thích nghề ca hát, muốn con làm nghề ca sĩ chẳng hạn, nhưng mà tôi là người không phải tâm hồn nghệ sĩ thì có hát 10 bài vẫn như nhau vậy, vì bởi lẽ nó chẳng có hồn bài hát,
nó như là một cái bàn con số vậy. Thì như vậy á, là chúng ta biết nhìn lại chính mình, là nhìn về con người của mình, chúng ta có cái gì, con người của chúng ta như thế nào. Và chính khi chúng ta nhìn lại, à chúng ta chấp nhận cái chuyện khi nhìn lại. Mà bây giờ giả sử như là đi yêu chẳng hạn, bây giờ gặp phải cái cô cứ đòi yêu cái cô mà như người mẫu, mình thì là vừa hai lúa xấu xí như thế này, xong cứ đòi đi yêu người mẫu, không gặp cô nào cũng đòi cô đẹp 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 cái yêu, thế là không được, về nhà chán, chán nản. Đấy, khi mà chúng ta nhìn lại, nhìn như là mình như thế này mà dám đua đòi người như kia là sao mà đua đòi. Mình nhìn lại thì mình sẽ nhìn lại con người của mình được, mình soi lại con người của mình để mình biết đâu là cái điểm mạnh, đâu là cái điểm yếu của mình. Người ta gọi là biết mình đấy, biết mình. Mình phải biết mình như thế nào thì mình mới có sự chọn lựa đúng cho chính mình. Khi mình biết mình rồi, mình thấy là cái khả năng của mình về về tính toán này chẳng tốt đâu, mà cái nghề vi tính bây giờ, nghề kế toán chẳng hạn, là kiếm tiền ngon lành, lương cao, mà bây giờ con số nhiều khi mình đâu có giỏi về con số đâu, mà lao vào lĩnh vực đấy làm mãi cứ sai hoài, mà sai hoài thì bắt đầu bồi thường này nọ vân vân. Thì như vậy mình đã đi chọn lựa sai với cái gì nó phù hợp với con người của chúng ta. Và chính vì vậy khi chọn sai rồi thì cái chuyện thất bại xảy đến chúng ta là lẽ thường tình. Và chính vì vậy mà khi mà chúng ta nhìn biết mình rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái thất bại đó lý do tại đâu. Và khi chúng ta phân tích được lý do của nó rồi thì chúng ta mới chọn lựa như nào để phù hợp với con người của chúng ta. Rồi cái thất bại đó, đấy là mình biết mình. Còn điều thứ hai là biết về sự vật, biết về con người. Giả sử đi làm việc chẳng hạn, đi làm việc với người này người kia, công việc nó như thế, thì mình phải biết họ, tâm tính của họ thế nào, khả năng của họ thế nào, họ giải quyết vấn đề ra sao. Khi mình biết họ rồi thì mình có cách để mà đối xử với người đấy như thế này, mà với người kia thì như kia, thì mới có thể kiếm được chữ ký của người đó chẳng hạn. Thì như vậy mình sẽ biết người ta như thế nào thì để cái việc đó nó được tốt. Rồi chưa kể nữa, đó là mình nhìn vào sự vật hay cái vấn đề mà chúng ta nhắm đến. Giả sử bây giờ mình không có khả năng kiếm tiền thấy đầu tư chỗ nào cũng thất bại, cũng bị lỗ phá sản, thế là mình cứ lao vô, mình thấy bạn bè thằng nào cũng thành công, rồi đứa nào nó đầu tư cái gì cũng ngon lành, thế nó phát triển nó ngon lành, mình cũng có tiền có vốn, mà bây giờ mình cũng phải cố gắng có được cái thu nhập hay là kiếm một cái tài sản như nó chẳng hạn. Mình cứ lao vô, thế là mà lao vô cái nào chết cái đó. Bởi lẽ là sao? Bởi lẽ là mình cái con đường mà hay là cái con người của mình không phải là con người của kiếm tiền, đại khái là vậy. Thì chúng ta không thể nào chúng ta chỉ làm là vì thấy thằng bạn mình nó thành công, nó làm tốt, thế là mình lao ra. Rồi vì nó tư vấn, mày mở quán cà phê đi, thu nhập ngon lắm, vì đầu tư chẳng bao nhiêu, chỉ cần cơ sở thôi, tiền vốn nước thì chẳng bao nhiêu, mà bán ly 2.000 mà lời, mà bán 15.000 lời tới mười mấy ngàn chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thế là nghe ngon, lao vô chết cứng luôn, nào phải chi này chi khác, rồi cùng sau cùng lỗ. Thì như vậy là gì? Là đi, mình chẳng qua mình đi, mình làm cái điều mà của người khác, chứ không phải làm cái điều mà chính chúng ta mong muốn, hay chính cái nhu cầu cuộc sống của chúng ta. Mà nhu cầu đấy là nhu cầu thật, và sự việc đó sự việc thật đối với con chúng ta. Mà chính vì vậy, chính cái mà chúng ta không biết như vậy thì cái chuyện thất bại trong cuộc sống của chúng ta là lẽ thường tình. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn được vấn đề mà đón nhận một thất bại không phải đơn giản. Các bạn thấy rằng là đang yêu say đắm rằng ạ, ui dù 5 năm trời quen biết nhau, đùng đùng chia tay, ai mà gọi là vui mà khi mà chia tay không? Đang yêu như thế mà vui rồi chia tay, đâu có. Mà chúng ta không định nghĩa được cái tình yêu là gì? Là duyên nợ. Cái duyên nợ hả? Nhiều khi mình không muốn, đại khái là mình thích rồi, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ lại phân tích, lấy trường hợp này khổ lắm.
Nhưng mà nó duyên nợ rồi, cứ buông không được. Nhưng nó không phải duyên nợ, cứ bám bám đuổi theo tình, tình lại chạy. Thế là riết riết từ từ, đến ngày phải nghe một cười, thôi chúng ta chia tay nhé. Thế là đau khổ. Đau khổ là không phải, nhiều khi không phải là chúng ta không yêu, nhưng mà chúng ta hiểu về tình yêu nó không đúng. Thì như vậy, khi mà chúng ta bị như vậy, chúng ta không chấp nhận được. Chính vì vậy mà thái độ mà chúng ta để mà bước vào cái thành công là chúng ta phải tu luyện cho mình một thái độ biết chấp nhận thất bại. Khi mà chúng ta thất bại, chúng ta phân tích, nhìn về vấn đề, rồi chúng ta lại lao đi tiếp. Mỗi một lúc chúng ta rút kinh nghiệm, và cái chính cái kinh nghiệm đấy thì chúng ta sẽ từ từ hoàn thiện nó. Và không phải là mà rồi khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình làm một cái điều gì đó chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta càng đầu tư nhiều thì càng chết đau thôi, càng chết đau thôi, càng là đau khổ. Đấy là cái mà để chúng ta tu luyện cho một cái thái độ tâm lý của chúng ta, để chúng ta, nó là cái tiền đề cho mọi vấn đề chúng ta xử lý trong cuộc sống. Thì một vài tôi gợi ý một cái khía cạnh như vậy để các bạn từ đến giờ này các bạn thử trao đổi với nhau. Thì đấy, cái vấn đề mà chúng ta nhìn về vấn đề thất bại là chúng ta phải hiểu như là cái chìa khóa để bước vào thành công. Nhất là chúng ta khi mà bắt đầu bước vào cuộc sống, và hay cả ngay cả khi chúng ta bước vào một vấn đề gì đó còn mới mẻ chúng ta, thì chúng ta nghĩ, chúng ta hiểu rằng mọi sự đều có thể diễn ra ngoài tầm ý muốn của chúng ta. Và khi ngoài cái tầm ý muốn của chúng ta rồi, chắc chắn rằng nó không thể đạt như mong muốn của chúng ta. Và trong hôm nay tôi muốn gợi ý một vài cái ý hướng như vậy cho anh chị em. Và giờ đây tôi muốn anh chị em trao đổi với nhau về hai cái vấn đề của cuộc sống của chúng ta, các bạn trẻ chúng ta quan tâm nhất, đó là tình yêu và nghề nghiệp. Tình yêu và nghề nghiệp. Thì do vấn đề trước hết nói về tình yêu trước. Tình yêu là cái món nghề này, món này là ai cũng thích hết, mà ai cũng mong hết, mà tại sao nó chẳng có thành thế nào hết. Hai cái câu chuyện về tình yêu mà các bạn thấy trên mạng hay là trên báo đăng tin ấy, rất là rầm rộ như trong thời gian vừa qua. Cái vụ mà thảm sát ở Bình Phước, đúng không? Rồi một cái vụ nữa là tự thiêu, thất tình xong tự thiêu đó. Thì câu chuyện ở Bình Phước có lẽ là các bạn không còn xa lạ, đúng không? Là một gia đình, và cái vụ đó là thảm sát tới 6 người chết trong một nhà. Chỉ ngoại trừ cái là đứa con út, là đứa con mới được có 18 tháng tuổi hả? 20 hay 18 tháng gì đó thì còn sống thôi. Thì chúng ta thấy rằng là căn nguyên của cái vụ án đó là gì? Nguyên do thì tình yêu, thất tình, tình yêu. Nhưng mà các bạn biết là trong chọn lựa tình yêu đó, nó còn đang xen cái thứ gì nữa trong đó? Là gì? Chuyển micro đi cho các bạn đi. Hai người mỗi bên một người đi cho nó phải chính các bạn nói ra bằng miệng. Rồi đang xen trong đó là cái nguyên do gì nữa? Thưa cha, là đang xen trong đó là vấn đề vật chất, tiền bạc. Vật chất, tiền bạc. Rồi vật chất, tiền bạc cũng là một cái lý do của cái sự đang xen đó. Nhưng mà cái hệ tại sâu xa nó còn hơn thế nữa đó. Là cái gì? Tại vì cái tiền bạc để mà đi đến cái động lực ghê gớm như vậy thì tôi nghĩ là chưa đủ. Chưa đủ. Rồi mời con. Dạ thưa cha, là con nghĩ là con cũng có theo dõi cái bài báo đó, thì con thấy hình như là có sự hận thù. Hận thù, đương nhiên, hận thù. Rồi cái nguyên do gì đến chứ hận thù nữa là nó là do đâu? Trường hợp của hai người này chúng ta biết rằng là cái anh Dương này, đúng không? Phải tên Dương không nhỉ? Đấy. Là hai người, là anh đã về ở với cái cô con của cái nhà này rồi, đúng không? Đã về ở rồi, ở thời gian mấy năm rồi. Nhưng mà lúc đầu thì gia đình phản đối. Rồi về sau anh chàng này đến ở. Rồi về sau là
bắt đầu cô nàng này có một người yêu mới, biết là cô nàng này có một người yêu mới và gia đình cũng không chấp nhận trường hợp anh này nữa, thì bắt đầu là đi đến chỗ là thái độ trả thù. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong cái chọn lựa này á, thì đó có phải là chọn lựa tình yêu không? Theo các bạn, trong cái hai người, trong tương quan của hai người đó có tình yêu không? Nhưng các bạn chắc tuổi này các bạn ít nhiều có cảm nhận, có kinh nghiệm tình yêu hả? Chắc mấy chị lớn lớn này kinh nghiệm. Thì theo các bạn thì rồi mời bạn. Dạ, thưa cha, thì như bản thân con thực tế cũng không có kinh nghiệm nhiều về tình yêu, nhưng mà đối với con thì cảm nhận là có thể đây chưa phải là một cái tình yêu. Tại vì đối với con á, thì con quan niệm là người yêu tức là người để mình yêu, mình trao tình cảm và làm cho người ta được hạnh phúc. Mà trong cái trường hợp này thì con cảm thấy là nó chưa có cái điều như vậy. Bởi vì là người ta đang yêu chính bản thân mình, người ta đang muốn cái đối tượng kia mang lại hạnh phúc cho mình, chứ không phải là mình mang hạnh phúc cho người ta. Nên là con cảm thấy là chưa phải là cái quan hệ tình yêu đối với con, thấy như vậy. Tức là chưa phải là tình yêu. Rồi, còn bạn nào ý kiến nữa không? Tại vì đi chỗ mà trả thù mà không còn sợ cái chết nữa là không phải đơn giản đâu các bạn. Dạ, thưa cha, theo con nghĩ thì ban đầu thì chắc là có tình yêu cha. Tại vì có thì nó mới nảy sinh, thì nó mới đến với nhau được. Nhưng mà về sau thì qua quá trình thì có những cái không có hòa hợp gì đó thì dẫn đến chia tay. Và con, theo con nghĩ, con xin trả lời câu hỏi lúc nãy của cha là cái nguyên nhân mà cái anh đó gây ra cái vụ thảm sát đó thì con nghĩ là do là anh đó không có chấp nhận được thất bại. Dạ. Còn bài nào nữa? Đấy, các bạn đang phân tích nó sáng ra rồi đấy. Chúng ta biết rằng trong câu chuyện đó đương nhiên nó đang xen nhiều lắm. Nếu mà phủ nhận cái tình cảm của anh chàng đó thì tôi nghĩ là cũng chưa hẳn đâu. Ít nhiều chắc anh cũng có tình cảm, nhưng mà để nói đến mức độ tình yêu thực sự á, thì chắc cũng đặt một câu hỏi. Nhưng mà anh ta đến tình yêu này á, theo các nhà tâm lý phân tích á, là cái tình yêu này nó đang xen bởi cái sự nghiệp. Không phải là chỉ cái chuyện đơn giản là có tiền hay là ở một hoàn cảnh tốt như vậy, nhưng mà thực ra căn bản là một sự đổi đời. Một sự đổi đời. Khi mà anh chàng mà cưới cô này trong một gia đình như vậy chẳng hạn, thì anh ta được đổi đời. Và như vậy có thể là anh ta đã dùng con đường tình yêu để mà tiến thân. Và chúng ta biết rằng trong thực tế đương nhiên là nó vẫn diễn ra, có khi chúng ta đang xen hai thành một, tình yêu và sự nghiệp nó là một. Nhưng mà trong cuộc sống thì hai cái đó thực tế nó có diễn ra, nhưng mà khi mà nhìn vào cụ thể hai cái nó không ăn gì với nhau cả. Tình yêu là tình yêu mà nghề nghiệp là nghề nghiệp. Nhưng mà tại vì cái này đang xen vào tình yêu để mà như cái bàn đạp cho sự tiến thân. Và anh ta đang tin tưởng vào một sự thay đổi như vậy. Anh ta gốc ở quê đâu nhỉ? Tôi cũng quên rồi, đã đọc bài báo lâu rồi. Thì như vậy anh ta đang có cơ hội đổi đời ghê gớm lắm. Đổi đời hoàn toàn về con người của anh ta. Và bây giờ đương nhiên là khi mà anh ta có một cái sự tự tin như vậy rồi, lúc đầu anh ta tự tin chứ. Bước vào gia đình đó anh ta tự tin và anh ta cũng ít nhiều cũng có đầu tư để mà làm sao mà giữ được cái điều đấy nó bền. Nhưng mà nó không phải tình yêu thì chắc chắn rằng cái sự giữ đó có giữ bao nhiêu càng khó bấy nhiêu. Và chính vì vậy khi mà anh ta nghe được cái câu nói mà người con gái của cái nhà đó ấy, nói là chia tay hay là biết là có một người yêu khác, thì anh ta bị sốc, tức là anh ta không chấp nhận được, nên xem như là một cái thất bại. Mà cái thất bại này anh ta coi như là đặt để cả cái tương lai, coi như mọi sự vốn liếng đặt hết đây rồi. Vốn liếng của anh ta là chỉ có con người của anh ta thôi.
nhưng đặt để tất cả cái tương lai của mình ở cái chỗ này rồi mà bây giờ nó cắt cái rụp một cái thì anh ta không chấp nhận được, không chấp nhận được, đi đến chỗ thái độ mà chúng ta biết rằng là lúc mà con người nó bị quẩn rồi thì bất kể cái hành động gì có thể xảy ra, nhất là cái mối mà tất cả cái tâm huyết của mình đặt để đến đó, không phải là cái tâm huyết vì tình yêu ấy, tình yêu là sự chân chính chẳng hạn, thì chắc chắn là anh ta sẽ không hành động như thế. Nếu anh ta có một tình yêu chân chính thì anh ta sẽ không hành động như thế. Chẳng qua là anh ta đã đầu tư vốn tất cả mọi thứ vào đây rồi, bây giờ nó thất bại một cái, coi như anh ta xem như là con số không, anh ta mất tất cả và sẵn sàng chấp nhận đánh đổi là phải trả thù giết mọi người trong nhà đấy, để hạ cái cơn giận, hạ cái sự hận thù trong con người của mình. Nên chính vì vậy là khi mà anh ta giết, anh ta không thấy sợ. Giả sử đến lúc này anh ta tỉnh lại rồi, bảo giết một người xem anh ta giết nổi không? Chưa chắc đã giết được. Nhưng trong lúc đó là anh ta làm bao nhiêu người có thể được. Chỉ may cho một cái đứa con nhỏ là anh ta có tình cảm với đứa nhỏ đó, anh ta cũng quý mến đứa nhỏ đó. Nên cái câu chuyện rất là hay ở cái đoạn kết là anh ta dỗ cho đứa bé nó ngủ rồi anh ta mới bỏ đi về. Tức là sau khi giết rồi mọi người trong nhà đấy, đứa nhỏ nó khóc lên ấy, anh ta vỗ vỗ nó, ru nó cho nó ngủ, cho nó yên lặng nó ngủ rồi anh ta mới bỏ về. Đấy là câu kết câu chuyện tương đối hay. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đấy là một thái độ đi đến chỗ mà trả thù, thất tình đến trả thù. Vậy cái nguyên do của nó là gì? Là anh ta chọn cái tình yêu không phải là đơn thuần là tình yêu để mang lại hạnh phúc, mà tình yêu để mà thăng tiến bản thân. Vậy cái chọn lựa đó thì các bạn thấy có đúng không? Chắc chắn rồi. Hai cái mục đích khác nhau thì như vậy anh ta thất tình nó chuyện bình thường. Nhưng mà cái thái độ của anh ta đón nhận cái thất bại đó thì gần như anh ta không thể chấp nhận được. Anh ta cảm thấy mất tất cả. Đấy là vụ thứ nhất. Còn cái vụ thứ hai vào cái ngày tôi nhớ mất máng là ngày 24 tháng 7 này. Là cái vụ một chàng, anh chàng ở Gò Vấp á, và yêu một cô nàng ở quê ở Bình Định á. Rồi sau khi hai người đã gọi là giận nhau, bỏ nhau mấy năm rồi ấy, anh ta vẫn nhớ nhung. Đó, anh vẫn nhớ nhung thì có thể là anh ta có tình cảm thật, nhưng mà cô này không có tình cảm, có thể là như vậy. Vì cô này đã chia tay và không còn một cái gì lưu luyến đó. Còn anh chàng này vẫn còn lưu luyến, có thể là anh ta yêu thật nên anh ta nhớ nhung như vậy, đã chia tay rồi. Và khi mà chia tay vậy thì anh ta bắt đầu một ngày nào đó anh ta nhớ đến, anh ta đi tìm về cái quê, về Bình Định để mà tìm gặp người yêu của mình để xin hàn gắn lại. Và cứ gõ cửa, cô nàng không mở cửa, không mở cửa và nhất khoát là không gặp. Có thể là cô đã không còn tình yêu, tình cảm nữa nên anh cô ta không có tạo một cơ hội nào khác nữa. Thì anh ta mới cảm thấy như là coi như là thất bại rồi, và coi như bầu trời cuộc sống này không còn gì để mất nữa. Và anh ta ra kia mua xăng tưới vào người, đốt tự thiêu ngay trước cửa nhà cô ta. Và chúng ta thấy rằng cái sự kiện đó cũng là một cái hành động thất tình để đi đến tự hủy chính bản thân mình. Đấy là con người cũng còn là tốt lành đấy, không thôi là đi tìm cách người giết người yêu của mình, còn đây tự hủy bản thân mình, tự hủy bản thân mình. Và những cái nguyên do để cái tình yêu này không thành là gì? Các bạn thử phân tích coi. Trong câu chuyện này, câu chuyện thứ nhất là nó về hận thù, trả thù, trả thù người khác. Còn bây giờ là tự hủy mình, tự hủy mình. Thì cái tự hủy mình như vậy á, thì theo các bạn trong câu chuyện thứ hai này, nguyên do từ đâu? Tại sao anh ta không thành công? Có thể đương nhiên nói tại sao là nhiều khi có nhiều cái lý do trong câu chuyện của người ta. Nhưng mà hiện tại là gì, các bạn thấy rằng đó là tình yêu đơn phương. Anh ta có thể rất yêu nhưng mà người kia không yêu thì làm sao mà có thể đến với nhau được. Mà trong tình yêu thì đâu có thể là một người được, mà cả hai cùng yêu thì mới gọi là tình yêu. Đấy thì anh ta cũng là một cái tình yêu mù quáng. Tình yêu mù quáng. Đến anh cảm thấy là cuộc sống của anh ta chỉ là có chỗ đó thôi, chỉ là cái tình yêu anh ta đang trăn trở, và tình yêu không còn nữa thì cuộc sống chấm hết.
và anh ta tự hủy chính con người mình. Thì đương nhiên cái tự hủy đó một đằng là một cái tâm lý của cái lúc đó nó thiếu tỉnh táo. Nhưng mà đằng khác là khi anh ta từ này, từ ở cái Gò Vấp này anh ta chạy về tới Bình Định để đi tìm là cả một cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Vì anh ta biết rằng đã bỏ nhau vài năm rồi mà, bỏ nhau rồi mà bây giờ nối lại thì hên xui thôi. Chẳng may là được thì ok rồi vui mừng, mà không được thì cũng như là đã làm rồi. Thì tại sao mà anh ta hành động như vậy? Thì sau cùng là gì? Đó. Đấy là cái thái độ, cả hai cái thái độ tiêu cực đi đến chỗ hủy hoại người khác hoặc là hủy hoại chính bản thân mình. Đấy là một cái hai trường hợp nó nên cái sự thất bại trong đường tình. Vậy khi mà chúng ta đi tìm cái tình yêu để làm gì? Mà cái tình yêu đấy là để như thế nào mà nó thành công? Đương nhiên trong cái chuyện mà thành công trong tình yêu nó là chuyện mầu nhiệm, nó là một chuyện mầu nhiệm. Nhưng mà những cái điều mà thuộc về kiến thức chúng ta phải biết, phải hiểu thì chúng ta mới có cơ hội, mới có cơ hội. Và như vậy thì theo các bạn, để mà sống với tình yêu thành công chẳng hạn, thì theo các bạn là cứ phải trải qua thất bại hay không? Hay là do chưa gặp được? Hay là do cái, nhiều khi chúng ta chọn lựa không đúng tình yêu? Hoặc là chúng ta để những yếu tố khác nó đan vào trong tình yêu đó? Hoặc là có thể vì mục đích không phải vì tình yêu. Có những người trường hợp cưới nhau không vì tình yêu. Có, thực tế có. Thực tế có. Thì giờ theo các bạn, để mà thành công trong tình yêu thì như các bạn có thể chủ quan theo cách của mình cũng được. Để thành công trong tình yêu chẳng hạn, chúng ta cần phải có những thái độ như thế nào? Hay là có sự hiểu biết như thế nào? Đấy. Lớp này là lớp cái giờ này giờ để mà luyện giống như là luyện thi đúng không? Luyện thi là thi cho đậu á. Rồi mời vào các bạn phát biểu. Các bạn thử cho ý kiến coi. Để thành công trong tình yêu thì cần những yếu tố nào? Rồi mời bạn. Thưa cha, là theo con nghĩ, con không có kinh nghiệm gì trong vụ này hết, thì con nghĩ là nếu mà muốn, có nghĩa là để có một mối quan hệ lâu dài thì con nghĩ cái đầu tiên là nếm mật nằm gai ấy cha. Có nghĩa là dám đối diện với những cái khó khăn trong cái tương quan của mình đầu tiên. Và cái thứ hai là phải có cái tâm thế đón nhận cái người kia, dù người ta có ra như thế nào, có vỡ mộng, có như thế nào đi nữa, thì con vẫn đúc kết một câu gọi là nếm mật nằm gai. Đó là một cái ý kiến. Theo các bạn, đương nhiên là nó không phải trường hợp nào giống trường hợp nào, nhưng có một số những điều mà chúng ta cần phải biết, hay là chúng ta cần phải có sự chuẩn bị. Con tim của chúng ta nó cứ đập lung tung ấy. Nhìn người này nhìn người kia cũng có cảm tình ấy. Nên cái cảm tình đó là một cái cảm xúc, nhưng cái tình yêu nó là một vấn đề khác. Nhưng mà sau cùng là gì? Cho dù mọi tương quan nào ấy nữa, chúng ta có thể thất bại trong tình yêu. Giả sử các bạn có thể là một cái nguyên tắc, các bạn thấy là như là câu nói của trong chúng ta nói là cái duyên số, duyên nợ. Thực ra thì đương nhiên tìm cái duyên nợ cũng không phải đơn giản đâu, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là ít nhiều trong cái tình yêu đó nó phải một cái, nó phản ánh cái hạnh phúc của chính bản thân mình. Không phải là chỉ cho mình, là cả người kia cũng cảm nhận cái trong tương quan đó thì mới tạm gọi là như thế, thì là ít nhiều cảm thấy cái hạnh phúc ở nơi nhau. Thì như vậy mình mới tiến xa được, tình yêu đấy có thể chấm nở bay cao được. Còn nếu không thôi thì chúng ta sẽ có một lúc
nó sẽ đổ bể vì bởi lại không có yếu tố gì để mà hàn mà giữ lại được lâu được. Nhưng mà một trong những điều thái độ mà chúng ta khó chấp nhận là ở chỗ như này. Cái tình cảm, tình yêu thứ nhất là chúng ta không phải nhìn về đối tượng là một. Và thứ hai là chúng ta cũng phải là chúng ta tự tin mặc cảm với con người của mình. Không phải là như thế này, mình nghĩ rằng không có thể tìm được tình yêu. Ông bà nói nồi nào bung nấy. Tức là trong cái tình yêu tương quan, cái tình cảm ấy, con người sẽ có một cái điểm giao thoa với một người nào đó. Và điều quan trọng là mình tự tin với cuộc sống của chính mình. Tự tin với cuộc sống của chính mình. Và trong cái đi tìm cái tương quan đó chẳng hạn, có những lúc mà chúng ta sẽ tìm không ra. Bởi lại chúng ta chưa gặp được chẳng hạn. Thì chúng ta vẫn nhìn rằng là vẫn đừng đặt đẻ theo nghĩa rằng là đó là một thất bại, không phải. Mà có thể chúng ta tìm chưa ra. Có thể là 10 năm, 20 năm mà tìm mãi chưa ra. Chưa ra, chưa cảm thấy cái tương quan nó là một cái tình yêu mà đem lại hạnh phúc. Nhưng mà sau cùng nó phải có một cái điểm là chúng ta đạt đích tiêu chuẩn, đó là cái hạnh phúc. Nếu mà không có hạnh phúc mà hai người mà cứ phải ở với nhau 1 năm, 2 năm, 10 năm, coi như cả như là địa ngục. Và diễn ra cái cảnh mà chúng ta chia tay nhau là chuyện bình thường. Chia tay nhau là chuyện bình thường. Và hay là có những chuyện bất ổn trong gia đình nó sẽ diễn ra. Hơi 8:30 rồi, các bạn ngồi tiếp thì nó buồn tẻ lắm. Thì chúng ta nghỉ giải lao chút hả? Giải lao chút rồi chúng ta sẽ vô nói chuyện trao đổi tiếp. Tôi nhớ là cái ngày mà cho đến ngày hôm nay mà tôi làm linh mục á, cũng một phần là hồi xưa tôi thất bại. Tôi tự ti mặc cảm lắm. Gặp con gái tôi nhút nhát. Lúc đấy tôi xấu, bây giờ cũng vậy thôi. Là gặp con gái, tôi thấy đứa nào đó, cứ mình đến mình làm quen nó, hai nó cứ làm sao nó né nó chẳng hẹn nó không chịu gặp. Là xong rồi, lớn lên xong đến lúc mà học đại học rồi, lúc này hạ giá nha, là đi tìm đứa nào nó có duyên mình nói chuyện thôi là được rồi. Mà đi gặp mấy đứa cứ hai ba bữa nói chuyện được hai ba bữa nó gặp mình nó né, xong mình mới tự ti mà nghĩ chắc không yêu đâu, cái này mà mình yêu chắc chẳng hạn làm sao mà yêu bây giờ yêu phải đứa nó như cái tiêu chuẩn của mình chẳng hạn thì mới chấp nhận khoảng thôi. Hay là nghĩ hồi sau cùng thì cỡ ơn gọi cái mà tìm hiểu nó ơn gọi thì nó cứ thích gọi là mờ thôi. Nhưng mà đến cái lúc mà mình thấy giờ có thành công hay nữa, nhưng mà cái đường tình nó lận đận như này chắc sống chắc chẳng hạnh phúc đâu. Thế là tôi mới nghĩ là thôi đi tu là chắc nó hợp hơn, tại vì mình đường tình nó lận đận như này mình cố gắng hay nữa cũng chẳng hạnh phúc. Giờ đi tu kia thì ít nhất là mình làm việc và đời tu cũng chẳng cần tình nữa, mà giờ đường tình ngoài đời như này chắc mình cũng chẳng ngon lành, thế thôi đi tu. Thế là lúc mà đi tu thì nó cũng có nhiều cái khó khăn lắm. Nó khó khăn nhưng mà đại khái là không đến nỗi nào. Vẫn nghĩ rằng có yêu chắc mình cũng lận đận lắm. Thế là cứ con đường đấy từ từ đi, mà mình làm linh mục nào không biết. Thì có thể là Chúa cũng dẫn dắt mình qua cách đó chẳng hạn. Nhưng mà cũng chính vì vậy mà tôi thấy là hồi đó tôi nghĩ rằng chắc không bao giờ tôi thành công trong tình yêu. Đấy là một trong cái khái niệm trong tôi nghĩ lúc đó, và chính vì vậy mà tôi quyết định đi tu nó tự tin hơn, tự tin hơn. Và nhờ vậy mà khi mà đến lúc mà tôi làm sinh viên ở học viện á, là lúc đang học linh mục ấy, thế là tôi cứ mê mẩn một cái bài hát này, mê mẩn cái bài hát này tôi cứ hát đi hát lại mà bây giờ nó còn nhớ được, bây giờ còn nhớ được cái bài. Một cái bài hát về tình ca là Trả Nợ Tình Xa. Dốc hết tình này ta trả nợ đời, dốc hết tình này ta trả nợ người, trả hết tình tôi trả nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì đời tin xa, tóc rối bạc màu vì nợ yêu nhau,
nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Đây, cái bài hát này. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Này gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Tới đây. Một cái tâm lý của tình yêu gọi là cái tình cảm tự ti mặc cảm. Tự ti mặc cảm như thế thì cũng chẳng làm ăn việc gì, có đưa đến miệng cũng chẳng biết được mà sơi. Thì như vậy là gì? Cái hôm nay cái chính là chúng ta nhìn chấp nhận thất bại, đấy là khái niệm là chính. Còn thực ra thì có nói gì tôi cũng chẳng phải là nhân chuyên cái lĩnh vực tâm lý đâu, và kinh nghiệm của tôi cũng như các bạn thôi, nó chỉ lõm bõm thôi. Cái chính là tôi gợi lên cái vấn đề cho anh chị em thấy, cho các bạn thấy, một trong những vấn đề mà giới trẻ của chúng ta không thành công được, đó là chúng ta không chịu chấp nhận thất bại. Có những bạn thì nó suôn sẻ, đấy là cái số hay là cơ hội, nhưng mà không phải là lúc nào mọi người đều gặp những cơ hội như vậy. Bước vào cuộc sống đương nhiên là mỗi người một hoàn cảnh, và bây giờ là có hay không mình vẫn phải sống, và có hay không mình vẫn phải tiến. Vì bởi lẽ là mình không tiến là mình lùi là cuộc sống như vậy, đi vào có chết rồi. Thì như vậy mình vẫn phải tiến, mà giờ mình tiến lên có hai thái cực. Tiến mà thành công tốt đẹp thì cũng là một cái thái cực, chúng ta dễ sa lầy vào cuộc sống tha hóa nào đó, mình không biết. Đến lúc đấy nó xảy ra rồi thì hơi ôi thì nó đã trễ. Rồi trường hợp kế đến là thường là chúng ta hay gặp, đó là thất bại. Cái thất bại một là nhẹ nhàng, chúng ta tự ti mặc cảm, hay là chúng ta cách khác là chúng ta hủy hoại mình hoặc là hủy hoại người khác. Chúng ta biết rằng là ngay cả trong lĩnh vực kinh tế thôi, nhiều khi mình bị chơi rồi mình cố gắng mình trả thù, và tất cả mọi thứ đều đi đến chỗ thiệt hại hết. Và sau cùng là gì? Cái thất bại như là một cái, như là cái bạn gì vừa chia sẻ đây, nói lúc đầu đấy, đó là cái bước đệm để chúng ta thành công. Nói như vậy thì còn nhẹ, mà phải nói là nó là cái chìa khóa để thành công. Mà để đón nhận cái thất bại đó, chúng ta trước hết là cái tâm lý. Thường là chúng ta bị tâm lý nhiều hơn. Nhiều khi cái sự việc không là gì, nhưng mà chính vì cái tâm lý của chúng ta không chấp nhận được, vì nhiều lý do khác nhau. Có thể là tâm lý yếu, hoặc là có thể cái tính anh hùng của chúng ta quá cao, hoặc là tính tự cao của chúng ta quá nhiều, đi đến một cái gì mà nó không như ý chúng ta, thì chúng ta xem như là một cái sự xúc phạm, hay là xem một cái gì nó ghê gớm rồi, đi đến chúng ta hành động quá đáng. Hành động quá đáng. Bởi lẽ nhiều khi cái sự việc nó không là gì. Có những trường hợp là giả sử thất tình chẳng hạn, thì bảo thì không có người này thì lấy người khác, đâu phải có mỗi người đâu. Nhiều trường hợp, nhưng mà vì cái lòng tự trọng, tự ái, hoặc là cái thái độ chúng ta không chấp nhận được, đi đến chúng ta hành động nó thái quá. Mà thái quá như vậy, nhìn lại cuộc sống nha, thế có phải là cuộc sống chỉ có tình yêu mới sống được không? Tôi độc thân vĩnh viễn, tôi vẫn sống nhẹ nhàng nè, vẫn sống tốt, vẫn sống ngon lành. Thì như vậy, rồi bây giờ phải có tiền thì đương nhiên là phải có miếng ăn hàng ngày rồi, nhưng mà phải tin rằng là Chúa ban cho mình có cái sự sống là mình có khả năng nuôi bản thân mình. Thì bây giờ giả sử mình không có thu nhập ngon lành thì mình cũng có thể nuôi sống bản thân mình, đi thu nhập 2-3 triệu lai rai cũng đủ sống, lai rai vẫn đủ sống. Nhưng mà phải thấy rằng là không phải là tiền là tất cả, hay là tình là tất cả, hay là cái gì khác nữa, không phải là tất cả. Mà cuộc sống của chúng ta là mọi thứ là cuộc sống. Mọi thứ là cuộc sống. Và có thể là chúng ta đi vào cuộc sống này, có thể thất bại lĩnh vực này, nhưng trong lĩnh vực khác chúng ta có thể thành công.
Có thể là chúng ta yêu không thành công và không được như mong muốn chúng ta, nhưng mà con đường khác chúng ta thấy vui. Giả sử như chúng ta là thành công trong nghề nghiệp, rồi từ cái nghề nghiệp đó chúng ta lại có cơ hội để phục vụ, hay là để mà như các bạn đây chẳng hạn, có niềm vui, mới có niềm vui sống. Còn nói trọn vẹn thì trên đời này có gì trọn vẹn không? Thì tất cả khi chúng ta nhìn lại như vậy thì chúng ta sẽ trở thành con người tỉnh táo. Tỉnh táo để chúng ta thấy rằng là những thất bại, mỗi một lần thất bại là một bước thành công mới. Đó, chúng ta phải nghiệm như là một công thức như vậy. Một lần thất bại là một lần thành công, là một thành công. Nhưng là giả sử một lần thất bại mà chúng ta buông xuôi rồi chúng ta thả theo cái dòng chảy chẳng hạn, thì coi như cái thất bại đó là thất bại thực sự. Thất bại thực sự là mình buông cái cuộc sống này. Và như thế thì mình bán rẻ cái sự sống của mình, bán rẻ cái cuộc sống của mình. Bởi lẽ cuộc sống của chúng ta còn nhiều cái, nhiều thứ khác nữa để mình đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta. Chính vì vậy là chúng ta hiểu rằng cuộc sống của chúng ta nó bao trùm tất cả. Và sau cùng để đến điều gì? Là chúng ta thành công trong cuộc sống này. Và thành công trong cuộc sống này, thế nào gọi là thành công trong cuộc sống? Bây giờ tôi có tiền, tôi có tình, tôi có sự nghiệp, tôi có quyền lực, tôi có danh vọng. Thì các bạn có nghĩ rằng có những cái có đó liệu rằng bảo đảm cho chúng ta được bình an và hạnh phúc hay không? Nhiều khi tôi có nhiều tiền đấy, chắc gì tôi đã được bình yên, thanh thản. Để còn có được đồng tiền đó, tôi cũng phải đánh đổi, trả giá. Rồi chưa kể nữa là chẳng có giờ để mà chăm sóc vợ con đấy chẳng hạn. Rồi đi đến con nó hư, rồi tình cảm vợ chồng rạn nứt. Rồi về tới nhà thấy chẳng có bình yên, chẳng có bình yên thế nào. Không bình yên làm sao được hạnh phúc. Thì như vậy sau cùng là gì? Cái thành công cuộc sống con người là hiện tại ở chỗ là mình thanh thản với cuộc sống này. Thanh thản không phải là mình buông xuôi theo nó. Thanh thản tức là mình làm, mình sống với tất cả con người của mình. Và trở về cái cuộc sống lúc bình thường, mình vẫn luôn thanh thản. Mình cố gắng hết sức hàng ngày, nhưng mà mình không có bị căng thẳng. Không bị căng thẳng. Đấy là giá trị cuộc sống. Giá trị cuộc sống. Và chúng ta tin theo Chúa là để đi tìm cái cuộc sống đó. Cái giáo lý của chúng ta để gợi mở cái sự sống đó. Và khi mà thành công của con người á, là gì? Là chính con người của chúng ta được phát triển trọn vẹn. Phát triển trọn vẹn là gì? Là nào là nghề nghiệp, nào là tình, đời sống tinh thần, đời sống vật chất. Đúng không? Phải là cái trọn vẹn đây là nghĩa là phải có giàu có, không phải. Cái trọn vẹn đấy là cái điều kiện vật chất là nó đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống của chúng ta. Đó, còn cái tình cảm của chúng ta là gì? Là nó lấp đầy cái tâm hồn của chúng ta lại hạnh phúc. Mà cái lấp đầy tâm hồn đâu phải là cứ ở nhà cao cửa rộng. Có thể ở một cái môi trường bình thường thôi, tôi vẫn rất hạnh phúc. Tôi rất hạnh phúc. Và sau cùng thì con người phát triển trọn vẹn là gì? Chính con người của chúng ta. Con người khả năng này, về nhận thức này, về kiến thức, về nhận thức, về mọi thứ. Thì con người chúng ta phát triển là phát triển con người đó. Giả sử ta có tất cả, nhưng mà chúng ta không có hiểu biết về mặt kiến thức, về mặt cơ thể chẳng hạn, về mặt y học chẳng hạn, thì chúng ta lại hủy hoại mình cách lúc nào không biết. Thì nhiều khi là thành công rồi, 40, 50 có được tất cả rồi, mà lại mang một cái bạo bệnh nào đó chẳng hạn, nó giết chết con người của chúng ta. Thì như vậy cái có chúng ta được cái gì? Mất hết. Mất hết. Vậy cái trả giá cuộc đời của ta nó có đáng không? Đáng lẽ sự sống của chúng ta còn kéo dài. Thì như vậy cái sự sống của chúng ta khi mà thành công là đó là phát triển toàn diện. Toàn diện theo nghĩa thì là con người của chúng ta luôn luôn phát triển. Đương nhiên là không phải ai cũng phát triển được một cách trọn vẹn đâu. Nhưng mà con người chúng ta cứ tiến lên. Mà mỗi lần tiến như vậy, mỗi mình làm một cái gì nó sẽ không thành công. Và từ cái không thành công đó mình phải khám phá ra được cái chìa khóa để mà làm cái bước sau đó nó sẽ tốt. Nó tốt hơn thì là một cái bước thành công rồi. Và cứ như vậy nó sẽ hoàn thiện và nó là đến lúc nó thành công lớn. Ở chỗ là mình đến lúc mà mình đã đủ vững rồi thì mình đầu tư cỡ nào là thành công cỡ đó.
thì hiểu rằng cuộc sống chúng ta là một cái bước tiến, tiệm tiến từ từ. Và tiệm tiến như vậy thì chúng ta phần cần có một cái thái độ đón nhận cái tiêu cực của cuộc sống. Khi chúng ta có một thái độ chấp nhận cái tiêu cực của cuộc sống này á, nó là lẽ thường tình sẽ diễn ra cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chuẩn bị tâm hồn, tâm lý rồi á, thì chúng ta sẽ vững vàng khi mà chúng ta phải đối diện cái điều gì đó nó không được tốt đẹp, không được như mong muốn của chúng ta, thì chúng ta mới có thể là đủ tỉnh táo để mà xử lý một việc, xử lý một việc để mà chúng ta làm một điều gì tốt hơn. Và đấy gọi là thành công. Thì thôi, chúng ta gọi là một vài cái điều mà tôi muốn gợi ý cho các bạn á, cho các bạn. Có lẽ là vì một đàng là tôi thời gian vừa qua tôi cũng lu bu nhiều việc quá, và cũng được nghe tin là đến đây chia sẻ với các bạn thì cũng không có nhiều thời gian. Và tôi nghĩ là điều thứ hai là tôi cũng không có phải là dân chuyên về vấn đề này, nhưng mà tôi thấy vấn đề này đang là vấn đề liên hệ đến thực tế cuộc sống của các bạn trẻ như các bạn. Và tôi chỉ là gợi ý cái vấn đề là chính để các bạn cùng suy xét. Nó như là một cái chìa khóa. Còn chìa khóa như thế nào các bạn vận dụng vào cuộc sống của bạn, thì tôi nghĩ rằng nó là cơ sở để các bạn thành công làm những chuyện khác. Bản thân tôi thì tôi nói như vậy ít nhiều, đương nhiên tôi cũng trải qua rồi một vài cái sự kiện trong đời linh mục của tôi chẳng hạn. Một vài lần khởi đầu tôi bị thất bại. Thất bại dễ bị buông xuôi lắm, nhất là đầu đời linh mục tôi đã từng gặp. Và sau cùng tôi bảo như vậy để làm gì? Đời linh mục hay đời tu của tôi là gì? Là đi tìm cái sự bình an. Và chính vì vậy từ từ tôi mới vượt lên. Vượt lên tôi thấy cuộc đời, cái việc của chúng tôi còn nhiều thứ nữa. Và chính vì vậy khi mà tôi nhận ra được vấn đề thì tôi thoát ra được. Và thoát ra được tự nhiên là khi mà tôi thoát ra được một phát là tôi trở nên con người một tạm gọi là khi đụng chạm đến cái việc đấy thì tôi bắt đầu tự tin. Tự tin không phải tự mãn, tự tin là khi mà mình làm mình tự tin á thì mình sẽ làm tốt. Mình sẽ làm tốt. Và như vậy thì đương nhiên là nó chỉ là một thứ việc đấy, còn bao nhiêu việc khác nữa mình sẽ phải đụng vô, mà mình sẽ có thể đổ bể. Nhưng mà qua đó tôi nghiệm ra được cái thất bại, khi mà mình biết chấp nhận thất bại như là một cái chìa khóa để thành công. Và tôi đương nhiên là tôi chưa có kinh nghiệm nhiều lắm đâu, nhưng mà tôi cảm nhận điều đó. Và chính vì vậy tôi đến đây để mà chia sẻ cái cảm nghiệm đó cho anh chị em. Và hy vọng rằng thì các anh chị em đón nhận được hay là nhận ra được cái giá trị của nó. Và khi các bạn nhận ra được thì chắc chắn rằng các bạn cũng có thể là rất tự tin trong cuộc sống của mình. Để các bạn nhận ra được chính mình, nhận ra người khác, nhận ra cái gì là cái thật của nó, thì các bạn sẽ bước đi trên đôi chân của mình, nó sẽ chắc chắn. Và chắc chắn như vậy thì các bạn sẽ tự tin và thành công. Còn các bạn mà còn bước trong ảo vọng hay là bước trong cái gọi là cái nhìn của người khác thì các bạn khó thành đạt. Các bạn phải bước trên cái đôi chân của mình. Đôi chân của mình to nhỏ mấy ngón là chỉ có mình, là đôi chân đấy của mình. Và khi các bạn bước trên đôi chân đó thì các bạn bước tới đâu vững tới đó. Còn nếu các bạn bước nhờ đôi chân của người khác, hoặc là các bạn mà chưa tự tin mà mình bước đi mà mình còn chưa tự tin, thì chắc hẳn rằng các bạn cần phải biết rằng là những lúc như vậy khi các bạn làm điều gì nó sẽ thất bại. Có đó thì các bạn hiểu rằng là đấy là một phần để chúng ta học kinh nghiệm, để chúng ta bước sau nó sẽ tốt hơn. Thì một vài cái chia sẻ như vậy thôi. Tôi nghĩ là thôi cái gợi lên cái thực tế vấn đề. Còn vấn đề mà nghề nghiệp, tôi nghĩ là tất cả nó mỗi một cái thứ nó có nguyên tắc của nó, mà chẳng có nguyên tắc nào cho tất cả chúng ta cả. Mỗi chúng ta có một cái nguyên tắc cho chính mình. Và căn bản là không phải hiện tại khả năng đâu. Khả năng là một phần, mà cái tất cả mọi thứ nó thành công là nhờ về cái tinh thần, cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý của chúng ta chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ làm tốt. Chúng ta chuẩn bị được tới đâu mà tâm lý nó đủ vững vàng thì nó sẽ tốt tới đó.
Còn nếu mà tâm lý chúng ta không đủ vững vàng thì ơi ôi, có chuẩn bị bao nhiêu thì cũng thất bại. Giả sử như là cái hôm mà lễ, là như ở Đa Minh cái hôm mùng 4 vừa rồi nhá, là lễ ngày hôm qua, lễ truyền chức linh mục, thì có ca sĩ rất giỏi nhưng mà bỏ chọn cái anh chàng này có giọng, chất giọng manly lắm, hát kinh cầu các thánh là cho nó có hồn, tập hát rất hay, nhưng mà khi mà vô hát thì chưa bao giờ solo, mất tự tin, thấy đông người quá hoảng, hát lung tung hay là không đạt, mà trong cái bình thường là hát đạt, khi tập là hát đạt. Đấy, cái thất bại của chúng ta vì cái tâm lý của chúng ta, vì cái tâm lý của chúng ta. Nên đấy là một trong những yếu tố mà khi chúng ta thành công là chúng ta chuẩn bị về tâm lý trước. Cái tâm lý đó là cái cơ sở, cái nền, đặt nền chúng ta bước vào cuộc sống một cách tự tin. Và chúng ta có thất bại nữa chúng ta cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng. Đương nhiên cái sự thất bại nào đó chúng ta không thấy vui đâu, nhưng mà chúng ta đón nhận nó một cách dễ dàng hơn. Dễ dàng như vậy thì chúng ta sẽ biết tỉnh táo để mà làm gì tốt hơn. Thôi chắc chia sẻ như vậy à, có anh chị mà có ý kiến gì không? Xin mời các bạn, chúng ta còn ít phút có sự hiện diện của cha thì chúng ta tranh thủ chúng ta đặt câu hỏi đi ạ. À. Chúng ta có bất cứ băn khoăn trăn trở gì, cha là một người đồng hành với giới trẻ của tỉnh Dòng Đa Minh đã rất là lâu rồi, thì đây là một cái cơ hội hiếm có của anh chị em mình. Rồi xin mời anh nào? Xin mời anh. Rồi, có thắc mắc kia nêu. Dạ, một gương mặt rồi. Rất thân quen của giới trẻ Đa Minh nè. Đây, giới trẻ Đa Minh đây. Thì ví dụ như nếu mà mình gặp thất bại như cha vừa chia sẻ thì làm sao mình lấy được cái bình tĩnh để mình đón nhận, làm bình tâm, suy xét và không làm việc dại dột để mà sốc nông nổi đến dẫn đến là như tự tử như cái anh chàng như kia. Dạ, bác xin hết ạ. Cái này là kỹ năng sống ha, nó thuộc về kỹ năng sống. Thực ra thì nó ở thể tại chỗ là tôi chỉ nói về ở cái cách của tôi thôi. Đương nhiên mỗi người có một cái cách khác nhau, để khi đối diện một vấn đề nào đó nó không phải là điều mình mong muốn chẳng hạn. Thì tất cả mọi sự diễn ra với tôi chẳng hạn, cái gì nó nằm trong kịch bản mình đã sắp xếp nó diễn ra như vậy thì như thế là không có gì để nói. Nhưng có một điều gì đó nó không diễn ra bất thường và nó làm cho tôi công việc đó hay cái việc gì đó nó không được diễn, nó được như ý như mình chẳng hạn. Thì điều đầu tiên là tôi không phản ứng. Không phản ứng là tôi đi bắt đầu đi thư giãn. Giả sử tôi ngồi thinh lặng, ngồi uống cà phê, dùng miếng cà phê, điếu thuốc, hoặc là đi gặp người này người kia. Đại khái là mình gạt bằng cái câu chuyện đi. Mình không bận tâm để làm sao tâm hồn mình thanh thản cái đó. Mình đương nhiên cái chuyện mà gặp đi cà phê cà pháo đi gặp người kia nó chẳng thanh thản đâu, nhưng ít nhất nó giảm dịu đi cái sự căng thẳng của mình. Rồi khi mà nó giảm dịu đi rồi bắt đầu mình phải sắp xếp cái lúc thanh thản nhất là cái giờ này không có ai bận tâm gì hết, mình cũng không phải có vướng việc gì hết, ngồi suy xét lại tại sao nó thế, vì lý do gì. Rồi khi mà mình nghĩ chưa ra, mình phải hỏi thêm, điều tra thêm chẳng hạn những người có liên hệ công việc hay những người có thể hiểu biết hơn để mà tìm hiểu tại sao mình phải lý giải được tại sao. Khi mà mình lý giải được tại sao rồi thì mình đón nhận nó một cách dễ dàng. Còn mình chưa lý giải được thì mình còn bất an. Và để mà có được câu hỏi lý giải đó, có thể nó không trọn vẹn, nhưng ít là mình chấp nhận được là một cái câu trả lời, ít là một cái câu trả lời. Có thể câu trả lời đó chưa đúng, nhưng mà nó là một câu trả lời của chính mình. Khi mà mình tìm ra được một câu trả lời rồi, thì mình sẽ đón nhận cái sự kiện nó dễ. Rồi để mà sau đó mà tiếp tục chẳng hạn, thì bắt đầu từ đó mình mới rút ra lý do này, lý do kia làm cho nó như thế, thất bại như thế chẳng hạn. Thì bắt đầu mình phải tìm cách để mà đối phó những cái lý do đó, sửa cái lý do đó làm sao nó không bị vướng nữa, thì nó sẽ có thể không bị như là mình đã phải đối diện. Đó. Thì đại khái là khi mà đối diện xử một vấn đề, mình luôn luôn phải tỉnh táo như vậy. Nói là tỉnh táo đôi khi là lý thuyết, nhưng mà mình phải có cách của chính mình.
Nếu không thôi thì mình cứ đổ bể. Đó, các bạn thấy là trong cái đường dây mà giả sử như cái tâm lý ấy, nó dây chuyền mà. Từ cái tâm lý này tôi nhớ một cái câu chuyện một người em họ tôi đau lòng lắm. Giờ mà tôi không làm gì được. Là từ cái sự thất bại của cái công việc này đó, rồi chị ấy là cố gắng làm cái đầu tư cái khác để mà gỡ gạc lại. Và 3-4 lần như vậy tài sản đi hết. Mà đi hết bắt đầu chán đời. Chán đời bắt đầu là không có nói cho tôi biết, mà cứ đêm nào cũng thức khuya xong đi uống rượu. Uống rượu như đàn ông vậy mà có giờ uống rượu đâu. Có 2-3 tuần sau đi khám là bắt đầu bị phổi giai đoạn cuối. Đó, bị giai đoạn cuối và trong vòng có 2-3 tháng ngõm luôn. Đây là một sự đau lòng. Tức là gì? Cái tâm lý của mình là mình khi mà mình bị thất bại mình không chịu chấp nhận. Và mình cứ lao vô để mà chữa hồi, càng lao càng chết. Và tâm lý đó khi mà mình xử một vấn đề nào thường mình không tỉnh táo là vậy. Nên chính vì vậy cho dù là chuyện nhỏ chuyện to, các bạn đừng bị sa lầy vào một vấn đề nào. Sa lầy là gì? Khi nó chuyện xảy ra các bạn biết là các bạn đang còn sống, đang còn nguyên đây là các bạn đã có tất cả rồi. Thì như vậy khi mà để mà có một cái chuyện gì xảy đến không tốt, để mà mình đỡ làm cho cái chuyện đó trở nên tồi tệ, thì tốt nhất các bạn ngưng lại. À, ngưng lại để mình cho cái tâm hồn mình nó thanh thản cái đã. Khi nó thanh thản rồi á, đương nhiên là tùy cái sự việc nó đòi hỏi, nhưng mà ít nhất là mình phải tạo cái sự tỉnh táo. Từ cái tỉnh táo đó mình sẽ tìm ra được cái nguyên do của nó. Mình mà tìm cái nguyên do rồi, nó sẽ có hai cái công ích. Cái việc thứ nhất đó là nó làm cho chúng ta được cảm thấy chấp nhận dễ hơn, chấp nhận cái sự việc nó dễ hơn. Rồi điều thứ hai là mình biết nguyên do rồi, vì cái nguyên do nó làm cho mình thất bại thì lần sau mình né đi, mình tránh đi, và mình sẽ để tâm nhiều hơn là để mà thành công, để mà làm việc này tốt thì mình sẽ quan tâm nhiều yếu tố hơn để mà cái việc đó nó có thể nó thành công. Thì khi mà đối diện cái vấn đề nào đó thất bại hay là cái vấn đề đó nó không được tốt, trước hết là mình phải tỉnh táo cái đã, và trong hoàn cảnh của mình sẽ xử lý theo cái cấp của mình hay là theo khả năng của mình. Còn có thể là mình có thể tư vấn thêm, nhờ người hỏi thêm rồi điều tra, ngay cả những người có liên hệ chẳng hạn, tìm hiểu thêm thì mình sẽ biết rõ. Mà biết rõ rồi thì mình sẽ không hành động như thế nữa. Ngay cả những người mà giả sử tự tử chẳng hạn, lúc đấy là quản trí thôi, còn lúc khác là ngon thử coi, không dám. Chỉ cần cắt cái tay thấy máu là đã sợ rồi, nhưng lúc đấy cơn điên nó lên rồi có thể làm nên tất cả. Và kinh nghiệm đó là chuyện trong đời sống gia đình cũng thế, tương quan đời sống vợ chồng ấy. Ngon thử đánh đi, ui rồi đang điên lên đang có tí men nó thôi ăn đạn rồi là cái chắc rồi đấy, cái khéo léo. Tức là cuộc sống của chúng ta như này, phải biết rằng là mình dùng cái trí, cái não này, cái óc để xử lý việc á, một ngày 24 tiếng đồng hồ thì nó chỉ sử dụng có 20% là não, là dùng đến não, còn lại đến 80% thuộc về tâm lý, tức là thuộc về con tim. Mà con tim này, cái tâm lý này mình càng vững bao nhiêu thì cái não này càng tốt bao nhiêu. Còn cái tâm lý này không ổn thì cái não này cũng sẽ không ổn, mà không ổn nó sẽ xử lý càng xử càng sai, càng đi vào xa lầy. Đấy, đại khái là. Rồi các bạn nào còn thắc mắc? Alo, thật sự thì con không muốn hỏi cha, mà chỉ là muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây. Thật ra thì khi mà thấy được cái chủ đề này thì rất là thấy thú vị, cho nên muốn đến đây để chia sẻ. Nói chia sẻ thì đây, em là chắc Đức, chắc có lẽ là lớn tuổi gần hết so với những người ở đây. Và nói thẳng là đang là một người đang thất bại, thì sẽ chia sẻ với các bạn là như thế nào. Người thật. Khi mình rơi vào thất bại, chúng hồi xưa đó là cái hồi mà mới ra trường hay là hồi còn sinh viên, thất bại là thông thường chỉ là việc học hoặc là yêu đương. Những cái đó lần đầu tiên cũng là
yêu đơn phương và thất bại thì buồn một tháng. Nhưng mà sau đấy khi mà mình đi làm rồi thì lúc đó có nhiều thất bại khác, và đặc biệt là sự thất bại về công việc. Và giống như là nói về thất bại, cái mà người ta hay gặp á là thất bại về kinh tế, về sự nghiệp, về đủ thứ. Thì lúc đó thấy thất bại về tình yêu nó trở nên nó nhỏ hơn. Thì nếu đang rơi vào cái chuyện thất bại về công việc, mình sẽ tưởng tượng như thế nào nếu một ngày, từ dưng một ngày mình đang công việc tốt đẹp, mình cũng người có bằng cấp, học hành tốt, giờ đi ra đường ai cũng có thể chửi mình cả, bởi vì mình đã có một những cái sự sai lầm trong quá khứ. Đôi khi sai lầm đấy là những cái thứ mình không biết, mình không biết khi mình làm. Và cứ cảm giác như cuộc sống của mình đi á, là mình thấy người ta sẽ vẽ cho mình một cuộc đời, hay là một cái cuộc sống mình đi là một con đường đó, rồi đùng một cái con đường là nó bị đứng lại và mình không thể đi theo con đường đó được nữa. Thì cái lúc đó là thất bại. Thì lúc đó chỉ có hai cách, là mình đứng lại hoặc mình phải chọn một con đường khác. Thì thông thường khi mà bị thất bại, tại sao người ta nói thất bại là một cái chìa khóa của thành công? Vì khi thất bại, lúc đó nó là cái động lực bắt con người ta phải thay đổi. Chúng ta thất bại bởi vì ngay cái lúc chúng ta làm đó, và vì con người chúng ta như thế thì chúng ta không vượt qua được, thì chúng ta thất bại. Và muốn vượt qua được thì chúng ta phải thay đổi. Và thực sự thì trong cái khoảng để nhận ra cái điều đấy mất gần một năm. Là cũng như cha nói, gặp cái trường hợp của bà Trì rồi đó, là mình khi bị thất bại này xong bắt đầu mình cố gắng sửa chữa nó. Nhưng mà cái sửa chữa cần thiết nhất chính là thay đổi bản thân mình thì mình lại không làm. Mà mình cố gắng tìm những nguồn lực khác để sửa chữa. Và sau một năm thì cái bản thân mình có thay đổi gì đâu. Cho nên á, chính cái chỗ đấy mình đã không vượt qua được. Thì giờ những cái bản thân mình không thay đổi thì cũng gần như là sẽ không vượt qua được. Muốn vượt qua được thì bản thân mình phải thay đổi. Nó là cái động lực để bắt mình làm những cái thứ mà trước nay mình chưa bao giờ làm, hoặc là chưa muốn làm hay không thích làm. Phải cố gắng nhiều hơn, phải nhìn nhận lại rằng là cái khả năng của mình như thế nào. Cuối cùng sau một thời gian nhận ra thì ngồi lại thì mình phát hiện ra rằng là, chẳng hạn nói riêng công việc thôi, là lương bộ năm nay mình không tăng nhưng mình vẫn không quan tâm lắm. Rồi hoặc là nhờ nhìn lại bạn bè thì nó có thể trong cái quá khứ nó đã có những cái thất bại rồi, và bây giờ bạn bè nó đã có những cái bước thành công trong sự nghiệp rồi, trong khi mình lại chưa. Bởi vì cái cuộc đời mình mà không thất bại á, thì mình thấy nó đều đều như vậy. Và cái đều đều như vậy mình sẽ không có cái lý do mình thay đổi cả. Nếu mình không thất bại, cái thu nhập mình cũng ổn, thì tự nhiên mình sẽ không cần cố gắng. Nó trở nên cái lối mòn. Và khi có thất bại thì khi đó mình phải cố gắng, phải thoát khỏi những cái gì mình, cái lỗi mòn của mình. Thì tự dưng lúc đó mình, mà khi mà mình thoát ra được cái đó thì tự dưng cái level, gọi là cái level của mình, nó sẽ tăng lên một cấp. Và khi đó cái những chuyện như vậy xảy ra thì nó sẽ không ảnh hưởng tới mình nữa. Thì cho nên á, cứ càng thất bại, nếu mà vượt qua được thì cái cấp độ của con người mình càng ngày càng lên. Và thêm một điều nữa là cái thành công của mình á, là phải do mình nắm giữ, chứ không phải là do người khác nắm giữ. Một công việc nào đó hay là bất cứ thứ gì mà mình phải nhờ cậy người khác, phải phụ thuộc người khác, thì cái đó chắc chắn nó sẽ không bền. Cho nên nếu mà bất cứ ai có thể rơi vào thất bại, thực chất là thất bại của Đức thì có lẽ là nó cũng khá lớn. Nhưng mà rồi thì đang trong quá trình để thay đổi bản thân để có thể vươn lên lại. Cho nên tất cả các mọi người á, thất bại á, nó không phải là vấn đề gì, nó là cơ hội để cho mình thay đổi. Tại vì nếu không có thất bại thì mình không có lý do gì thay đổi, thông thường là thế. Như bạn Đức chia sẻ là sau cùng là gì? Biết mình. Từ cái biết mình rồi, mình sẽ biết chọn lựa cái gì cho mình nó phù hợp. Nó càng phù hợp với khả năng con người của mình thì nó sẽ là tốt. Còn nếu không thôi là mình chọn theo cái sự tác động, chắc chắn nó không còn phải là mình, thì mình cứ lao vào là sẽ còn chết nữa. Chào cha với chào mọi người. Con là Nhung. Thì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của cha con rất là cảm ơn. Và cái điều mà có lẽ là con tâm đắc nhất và để lại trong cái
trong đọc lại cái điểm duy nhất đối với con, bởi vì con đang rất là quan tâm. Như cha chốt, như cha có nói lại kết thúc cái buổi, cha nhấn mạnh là quan trọng mình sống thật với mình và mình sống cuộc sống của mình. Nhưng mà đối với con cảm nhận được cái mình sống thật với mình và sống cuộc sống của mình không có dễ. Bởi vì sao? Bởi vì là từ hồi nhỏ cho đến khi mình lớn rồi, mình đi làm, cái cuộc sống đó mình không nhận ra đâu là mình và đâu là cái nơi mà mình muốn tới. Dẫn đến là mình một có hai lựa chọn. Một là mình sẽ chọn cái giải pháp là dễ dàng là sống sao cũng được. Hai cái giải pháp là mình đi thấy người ta làm được thì mình sẽ bắt chước mình làm. Và nó sẽ, cả hai đều lựa chọn đều không phải là cuộc sống của mình. Thì con có một cái câu hỏi là theo như những gì trải nghiệm trong cái cuộc sống của cha, cha có thể cha cho con và mọi người biết là như thế nào để mình nhận ra được cuộc sống đó là cuộc sống của mình và đó là đích thực là bản thân mình ở đó. Và con cũng đang đi tìm cái câu trả lời đó. Cảm ơn bạn. Có khi chúng ta sống cả đời chúng ta cũng chẳng biết ta là ai, chẳng biết con người của mình như thế nào, chỉ biết là theo thói quen. Mà thói quen hình thành từ đâu? Từ gia đình, từ nếp sống, từ gia đình từ nhỏ đến lớn. Rồi đến lớn rồi đi theo chồng, chồng nó bắt này cũng đi theo. Thế là cứ cuộc đời cứ lênh đênh mà mình không cảm thấy lúc nào nó an lòng. An lòng, mặc dù chẳng có chuyện gì nó tồi tệ, nhưng mà tâm hồn mình chẳng có lúc nào một sự thanh thản. Thì để nhận ra mình là gì? Là thực ra thì mình phải đối diện với con người của mình. Đối diện bằng cách nào? Là mình cứ làm cái gì nó phải xuất phát từ cái tâm hồn của mình, từ cái lòng thành của mình, có đường ngay của mình. Thì mình mới nhận ra, thì ra mình chẳng có học cái này đâu. Thì bình thường là thích, nhưng mà chẳng qua vì nó thích, mà mình thấy là mọi người cũng thích, mình thích theo thôi. Còn là bình thường chẳng thích lắm đâu. Không thích lắm thì bây giờ, giả sử như là bình thường bây giờ nhà mọi người đều như thế, mà mình lại không làm thì nó sẽ xảy ra như sao? Bố mẹ không chịu hay gia đình không chấp nhận. Thì chúng ta phải biết rằng là nguyên tắc thứ hai nữa là bất kể sự việc gì trên đời này không có diễn ra đột ngột đâu. Cái chết cũng vậy, ngoại trừ đột tử theo nghĩa là cái gì bất đắc thôi. Ngoài nhà sẽ đụng xe chẳng hạn, đụng xe hay những cái gì nó diễn ra cái cảnh đó. Còn như theo kiểu cái tâm lý cuộc sống chẳng hạn, cái sinh lý của con người chẳng hạn, nó diễn ra đều có tiến trình đi đến cái chết. Ngay cả cái chết đột tử cũng có một cái tiến trình đi đến cái chết. Tại sao người ta nói hay nói gở? Cái người này nói gở 20 ngày sắp tiến. Ta lên thiên đàng, giả sử như vậy. Ai ngờ 2 ngày sau ông đụng xe chết. Đại khái là vậy. Tức là mọi chuyện trong cuộc sống của ta diễn ra là nó không có gì là đột ngột. Và khi nó đến rồi thì nó đi, nó cũng không đi đột ngột được. Đó là một nguyên tắc sống. Tại sao người ta cảm thấy bị xúc phạm, hay là người ta như là anh chàng mà thảm sát ở tại Bình Phước chẳng hạn? Tại vì cái chuyện diễn ra quá đột ngột. Nên chính vì vậy chúng ta làm cái gì á, là chúng ta chọn lựa. Và khi chọn lựa rồi, chúng ta đến cũng đâu phải một lúc mà chúng ta đến được. Để mà có được cái nghề đó phải đi học 4 năm trời, rồi phải đi kiếm mãi mới ra cái chỗ này nó nhận mình làm cái việc đó. Có khi sinh viên ra trường cả bao nhiêu năm rồi mà không được làm cái nghề mình học. Đó. Nhưng mà có tìm được rồi thì giờ có buông ra, nó không phải buông từ từ. Cái nghề này nó đang ổn định mình, giờ buông ra nhảy sang nghề khác ngon lành lắm, từ ngon ai mà nhảy vô mới thấy. Đó. Thì tức là cuộc sống của chúng ta tất cả đều diễn ra nó có tiến trình. Thì bây giờ mình để mình sống với con người của mình nó một tiến trình. Tiến trình mình từ từ nhận ra mình và nhận tới đâu mình sống tới đó từ từ. Khi mà nhận sống từ từ như vậy rồi thì người ta sẽ tự nhiên nhận ra đón nhận mình. Còn mình cái đổi 180 thì một cái dạng lối sống theo phong trào, người ta gọi là giới trẻ theo phong trào. Thấy là hôm nay nó hip hop, nhảy hip hop nó là một cái gọi là cái thời thượng hoàng ạ. Thế là mình phải đi học hip hop, phải đi vô quán bar nhảy hip hop mới là ra đúng là tuổi trẻ. Thế là mình sống theo phong trào.
Thì chính như vậy, cái cuộc sống của mình để mình đối diện cái sự thật là mình phải tập sống ngay với chính cái suy nghĩ của mình, với tâm hồn của mình. Và khi mà nhận ra rồi, mình cũng phải sống từ từ, không phải là một lúc thay đổi đâu. Có thay đổi mình chẳng sống kịp, mà thay đổi thói quen từ từ của mình để đi vào cuộc sống của chính mình. Và từ cái chính mình rồi thì đặt để vào cái nghề nghiệp, vào tình yêu một cách dễ dàng. Từ khi biết mình rồi, mình sẽ biết nghề gì hợp với mình, rồi mình mới biết mình là như thế nào là đủ. Rồi trong tình yêu mình biết con người của mình rồi, mình sẽ chọn cái người nào nó hợp với cái con người của mình, và đó là tình yêu. Thì như vậy, trong những từ cái căn bản mình dám đối diện với mình rồi, thì đấy là cái nền tảng để mình chọn lựa những thứ khác nó sẽ chuẩn hơn, tốt hơn, phù hợp với mình hơn. Và đấy là cơ sở để mà chúng ta làm cái chuyện khác được tốt đẹp, được thành công. Thôi, hết giờ. Còn bạn nào nữa không? Bây giờ như này, về mặt chia sẻ thì chắc có hết giờ. Nhưng mà đại khái có bạn nào cần phải câu hỏi thắc mắc mà còn ức ách trong lòng mà chưa nói ra được, thì tôi dành ít phút để mà gợi ý cho bạn nào. Cái đề tài này em nghĩ là nó động chạm tới trái tim của nhiều người lắm phải không ạ? Nên thành ra chia sẻ thì mình sẽ không hết được. Mà Giới Trẻ Tân Hương có một cái trang cái trang gọi là trang gia đình Giới Trẻ Tân Hương trên Facebook, và anh chị em nào mà có những tâm tình muốn gửi về với Giới Trẻ Tân Hương thì có thể gửi qua cái trang Facebook đó, hoặc là địa chỉ giới trẻ tân hương amoc@gmail.com, thì chúng em sẽ có xin đón nhận cái sự chia sẻ của anh chị em, và cũng như là sẽ có bản tin để chia sẻ đến với nhiều những anh chị em khác hơn nữa ạ. Bây giờ mình dành ưu tiên cho bạn nào còn cái khúc mắc, những cái khó khăn, thì mình thêm một câu hỏi nữa nha anh chị em. Rồi, vậy chúng ta chắc chắn là các bạn cũng còn chưa muốn hỏi, nhưng mà nó còn chưa rõ trong đầu. Nhưng mà tôi nghĩ là nó đụng chạm thì các bạn, như là một cái gợi ý cho các bạn, thì các bạn có thể suy nghĩ nhiều một vài cái gợi ý đó. Còn vào thực tế nó còn muôn vàn, muôn màu, muôn vẻ. Và chúng ta cũng còn cơ hội gặp nhau nữa, nên chính vì vậy cũng không hết kết thúc đâu. Các bạn cứ vui vẻ nhé. Rồi hãy chấp nhận thất bại. Tôi nghĩ đây là một cái câu châm ngôn của tôi khi làm việc. Từ khi mà tôi bắt đầu vô làm việc thì bắt đầu tôi chọn cái câu này. Câu này để tiền đề tôi làm việc tất cả mọi việc là luôn luôn biết chấp nhận thất bại. Và khi mà tôi có chuyện gì nữa, tôi vẫn cười, vẫn vui, vẫn không ảnh hưởng đến cái cuộc sống của tôi tí nào hết. Mặc dù cái việc đó là nó cũng ghê gớm lắm, nhưng mà đại khái là mình ít nhất có tâm lý rồi thì mình sẽ đón nhận dễ. Thì đây là một câu của tôi mà tôi muốn chia sẻ các bạn. Và các bạn thấy nó quý, nó ích lợi thì các bạn suy nghĩ thêm. Thôi hôm nay là một vài lời chia sẻ như vậy. Dạ, xin cảm ơn cha Tuấn Linh ạ. Và nếu mà anh chị em nào chúng ta còn muốn là cha Du Xe sẽ còn hiện diện ở đây với Giới Trẻ Tân Hương lần thứ 2, lần thứ 3 nữa, thì cho một tràng pháo tay to hơn nữa ạ. Bây giờ Giới Trẻ Tân Hương xin mời anh chị em chúng ta lắng động tâm hồn lại đôi chút. Các bạn có vỗ tay thật không đấy? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng động tâm hồn lại đôi chút. Nãy giờ cha chia sẻ thì em nhận ra một điều, đó là cuộc sống của người trẻ chúng ta bây giờ nó bội quá phải không ạ? Thả cái gì ra là phải chụp cái khác vào để mà lấp cái chỗ đó đi, chứ không thì đục, không đục ngột như vậy thì cảm thấy mình hỏng. Nhưng mà cha nói tới thì em nhận ra một điều là đôi khi chúng ta phải đặt những cái giá trị khác nó lên cao hơn một tí nữa. Nhìn lại coi là biết mình trong cuộc sống mình đi tìm cái gì, mình từ đâu đến và mình sẽ đi về đâu. Thì Giới Trẻ Tân Hương mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe một đoạn bài hát Nếu Chỉ Còn Một Ngày Nữa Sống. Nếu như còn một ngày để sống, xin cảm ơn cuộc đời.
của anh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa muôn cội, cho tôi mơ mơ tiếc mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời tranh vinh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thành hàng tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa giữa xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tình người bằng những lời ca. Lạy Chúa, thất bại là điều chúng con không mong muốn trong cuộc sống. Nhưng thời gian dạy chúng con rằng thất bại làm chúng con trưởng thành hơn. Thất bại là bước đệm để chúng con thành công. Thành công trong cuộc sống, thành công trong tiến trình làm người. Lạy Chúa, chúng con với tất cả sự yếu đuối của mình, con không thể chấp nhận được sự thất bại. Chúng con không thể chấp nhận được khi người khác làm mình đau. Nhưng có sự quan phòng của Chúa, có tình yêu và sự đỡ nâng của Chúa, có những giây phút thinh lặng ngồi bên Chúa, chúng con biết rằng chúng con to lớn, chúng con vĩ đại hơn bất cứ điều gì trên mặt đất này. Và không điều gì có thể làm chúng con yếu đuối được khi chúng con gắn bó với Chúa. Chúng con xin cùng nhau dâng lên lời nguyện mà ngày xưa Đại Thi Hào Tagore, một người không biết Chúa nhưng rất mực tin, rất mực yêu Chúa, dù ông không phải là người Công giáo, đã dâng lên với Chúa. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đọc lạy Thiên Chúa. Đây là con cầu nguyện, xin tổng diệt cho thiên con mọi biển lợn tầm thường, xin cho con sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi buồn vui, xin cho con sức mạnh nhiên ngang để đem tình yêu gánh vác việc đời, xin cho con sức mạnh ngoan cường để chẳng bao giờ kinh rẽ người nghèo khó, hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn quyền uy. Xin cho con sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hàng ngày, và cho con sức mạnh tràn trề để âu yếm dân mình theo ý người muốn. Giờ đây chúng ta cùng nhau hát vang bài ca Phó Thác.
mình ra, nâng tay mình lên một tí xíu nữa, chúng ta cùng nhau hát như một lời cùng. Xin cảm ơn các bạn, các anh chị em đã tới tham dự đến giờ phút này. Giờ đây chúng ta xin dành đôi phút để chúng ta cùng gửi lời tri ân tới cha Du Xe. Chúng con xin mời đại diện của giới trẻ Tân Hương ạ. Con xin thay mặt cho ban mục vụ giới trẻ xứ Tân Hương gửi lời chân thành cảm ơn đến cha. Mặc dù con biết trước đây công tác mục vụ của cha rất là nhiều, và cha cũng đã yêu thương và nhận lời mời đến đây chia sẻ một cái chủ đề chấp nhận thất bại. Và con cũng chân thành cảm ơn cha. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các tham dự viên. Và rất là mỗi một cái chuyên đề, mỗi một tháng chúng tôi cứ thấy những gương mặt mới, từ những giáo xứ không những gần đây, thậm chí quận nhất, quận ba, có những tháng là chúng tôi đón nhận được ở Thủ Đức nữa. Và mong rằng cái sân chơi này đón nhận các bạn hàng tháng, và mà sẽ là một cái đề tài, những cái đề tài để cho các bạn đến giao lưu học hỏi. Và một lần nữa con thành cảm ơn cha rất nhiều.